Dừa này là cây dừa gì chú không biết luôn hả chú? Chú vô nhà không biết cây dừa này cây dừa gì mà nó càng ngày càng phát triển, nó rất là to luôn á. Nó lùn chứ nó không cao nha, những cái tàu nó bung ra rất là nguyên một khu luôn, rất là lớn nguyên một khu luôn nè, cả nhà thấy. Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang, chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã An Hải Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Hiền, của anh Hiền cưa cây dừa. Cây dừa này gọi là siêu to. Thấy anh Hiền có đo thì khoảng 200 quành bên dưới. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Hiền cưa cây dừa siêu to như thế nào nha.
Lần đầu tiên mới thấy cây dừa bự vậy cả nhà. Nó lùn chứ nó không cao nhưng mà nó bự. Cái này nó bằng cái bằng gốc nó khoảng 200 vành không anh Hiền? Khoảng 200 vành. Khủng khiếp luôn cả nhà. Cây dừa 200 vành. Chặt ra chia một con chùa hay là nguyên cái xóm ăn luôn cũng không hết cô hú dừa này. Nhà thấy rất là to. Xong cái dừa siêu khủng cả nhà, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà video mới tiếp theo.